Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Linh Kiện Store. Thì anh em đọc cái tiêu đề chắc hẳn rằng anh em cũng biết được rằng là hôm nay mình sẽ review cho anh em một cái mẫu flycam nào rồi. Thì để trước khi mà mình review cho anh em xem một cái mẫu flycam thì mình sẽ chia sẻ với anh em một vài vấn đề. Có những bạn inbox cho mình đã hỏi rằng là cái mẫu húp xanh Zino Pro đã có rất là nhiều nơi bán rồi, nhưng mà tại sao là bên Linh Kiện Store của mình hiện tại vẫn chưa có hàng và chỉ mới về hàng cách đây vài ngày thôi. Thì mình cũng xin nói với anh em luôn, thì ở những cửa hàng khác mình không biết được là người ta lấy hàng ở đâu và vận chuyển như thế nào, thì cái đấy là chuyện của cửa hàng khác. Còn ở bên mình thì mình cam kết với anh em rằng là hàng húp xanh Zino Pro này của mình là hàng chính hãng 100%, là đặt hàng từ hãng húp xanh luôn nha anh em. Có nghĩa là sẽ không có qua trung gian, không có phải là môi giới gì hết, mà là bên công ty mình trực tiếp ký kết với hãng để mà đặt lô hàng về tới Linh Kiện Store. Thì cái quá trình đó nó diễn ra rất là lâu anh em. Đó, rồi phải vận chuyển về tới Hà Nội, xong rồi lại từ Hà Nội lại về tới thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái khoảng thời gian nó mất cũng phải là hơn 1 tháng trời, 2 tháng trời đó. Nên là mình chia sẻ với anh em điều này, mong anh em thông cảm nha. Và bây giờ mình đã chuẩn bị sẵn một cái em húp xanh Zino Pro rồi. Thì bây giờ là trong video này mình sẽ mở hộp cho anh em xem coi từng cái bộ phận bên trong cái chiếc ba lô mà cái bản combo này bên hãng nó có trang bị gì khác biệt so với lại cái mẫu bản thường trước kia hay không. Thì bây giờ mời anh em tiếp tục theo dõi video để mình sẽ mở hộp cho anh em xem nhé. Trên tay mình đang chính là một cái ba lô rất là thân thuộc với anh em rồi ha. Anh em nào mà đã tham khảo cái mẫu Zino trước thì anh em sẽ biết được rằng cái ba lô này thì theo như mình, ba lô này nó không có thay đổi gì so với bản trước cả. Nó được gọi là xài lại anh em, nó kiểu tiết kiệm xài lại. Thì ba lô này được thiết kế mình đánh giá là rất là chắc chắn và cái lớp da của nó cũng rất là dày. Thì bây giờ mình sẽ khui bên trong cho anh em tham khảo những phụ kiện. Và cái đáng giá nhất đó chính là cái sự thay đổi của mẫu flycam húp xanh Zino Pro này. Ok, bây giờ mình sẽ mở cho anh em xem nhé. Bây giờ mình sẽ mở cái chiếc ba lô này ra để khám phá bên trong anh em nhé. Thì mình đã lược bớt cái hộp ở ngoài rồi để cho nó bớt rườm rà. Thì ở phía ngoài hộp nó có trang bị cho chúng ta là tới 2 cái bịch cánh lận nha anh em. Cánh và tu vít và một vài cái con ốc cánh. Đó, thì anh em nhớ giữ kỹ những cái con ốc này nhé. Bởi vì những cái ốc này khi mà mất rồi anh em kiếm lại cũng rất là khó. Cũng hiếm có cửa hàng nào mà bán lẻ cho anh em mấy cái con ốc này lắm. Nên là anh em lưu ý ráng giữ kỹ giúp mình. Rồi, đây chính là một em siêu phẩm mà rất nhiều anh em phải gọi là đang chờ đón. Đó, thì bây giờ mình sẽ để qua một góc đi ha. Mình sẽ khám phá hết tất cả những cái gì mà có trong cái ba lô này. Đây chính là một quyển sách hướng dẫn. Đó, một quyển sách hướng dẫn cũng rất là dày anh em ha. Thì sách này hướng dẫn rất là chi tiết nha. Mình cũng có đọc sơ qua rồi. Thì toàn bộ trong đây là có tiếng Anh và cả tiếng Trung nữa. Thì anh em có thể là tham khảo thêm cái quyển sách này. Nó có rất nhiều điều hay ho ở trong cái quyển sách này. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ mở đến phần ngăn thứ hai. Đó chính là cái tay cầm. Đó. Thì bản này bản combo á anh em, nên là mình sẽ được thêm một cái cục pin nữa. Đó, đây chính là một viên pin. Còn một viên pin thì nó đã lắp ở trong cái mẫu flycam rồi. Bây giờ mình sẽ lấy hết tất cả các cái dây nhợ trong đây ra để cho anh em xem. Rất là nhiều anh em ha, bản combo này rất là nhiều, trang bị rất là đầy đủ. Rồi, thì bên trong ba lô hết rồi nha anh em, mình sẽ để một cái ba lô này qua một bên. Và đây chính là những cái sợi dây mà hãng được tặng kèm cho chúng ta. Cái cọng này là cọng dây sạc nha anh em. Đó, khi mà anh em sạc đó, thì anh em sẽ ghim nó vào đây này. Đó, ghim nó vào đây. Đó, xong rồi cái này thì anh em sẽ gắn vào cái húp sạc. Rồi cái húp sạc nó sẽ có một cái nguồn điện nè anh em. Đó, cái này là anh em sẽ gắn vô trực tiếp vào cái ổ điện đó. Đó. Rồi,
Thì sắp tới mình sẽ về thêm những cái cục sạc này để cho anh em nào mà muốn sạc nhanh, ví dụ như muốn sạc cùng một lúc hai viên pin luôn, không phải chờ đợi, thì anh em cứ liên hệ với mình cũng có bán lẻ bộ này luôn. Còn anh em muốn biết giá thì cứ việc inbox cho fanpage Flycam Linh Kiện Store anh em nhé. Còn cái này thì đây chính là một cái sạc mà khi anh em đi xe hơi á, anh em sẽ gắn cái này vào và anh em sẽ sạc bằng cái củ này đó. Nhưng mà mình nghĩ cũng hiếm khi nào mà anh em sạc cái này trên xe hơi lắm, bởi vì sạc cái này trên xe hơi cái thời gian của nó rất là lâu, nên là cũng không có anh em nào mà sạc ở trên xe hơi đâu ha. Rồi, còn đây chính là ba cái sợi dây mà để anh em kết nối vô cái điện thoại của mình. Thì đây chính là ba sợi dây mà rất là thông dụng dành cho điện thoại Android này, iPhone này, và những cái dòng điện thoại đời mới bây giờ nó sử dụng cái cổng Type-C đó, thì anh em có thể sử dụng được hết luôn ba cọng dây này. Và đặc biệt ba cọng dây này anh em lưu ý là cái thân dây của nó rất là mỏng, nên là anh em khi mà anh em để thì anh em nhớ là một là để cho nó cuộn tròn lại, hai là anh em để thẳng, chứ anh em đừng có để cho nó gập. Khi mà nó bị gập mà nó có cái mép á, thì cái dây nó sẽ bị đứt. Có rất nhiều anh em để bị gập cái sợi dây này xong rồi đứt, rồi anh em lại không kết nối được đó. Thì cái dây này bên mình cũng có bán lẻ luôn, anh em nào mà muốn mua dây nào thì cũng liên hệ với mình ha. Rồi, còn đây chính là cái sợi dây micro USB. Cái sợi dây này là mục đích là để cho anh em sạc cái tay cầm đó. Thì anh em cái này cắm vào tay cầm, còn cái này thì anh em cắm vào cái củ sạc, anh em cắm vào nguồn điện là sẽ sạc thôi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần chính, đó chính là cái mẫu Flycam. Thì như anh em được biết rằng là Hubsan Zino với cái bản trước là một cái tông màu trắng và trên nắp lưng là một cái thanh màu đen đó. Nhưng đối với phiên bản này thì hãng đã loại bỏ hết luôn, đen từ đầu đến cuối luôn, chỉ có đúng mỗi cái chữ Hubsan là được in màu trắng thôi. Đó, thì bây giờ mình sẽ tháo bốn cái cánh ra để cho anh em xem ngoại hình ha. Thì cái mẫu Hubsan Zino Pro này theo như bên hãng công bố, nó được gọi là update từ đầu tới cuối luôn đó anh em. Phải gọi là nâng cấp hết toàn bộ từ trong ra ngoài luôn. Đó. Thì em này được nâng cấp về khoảng cách bay này, và phía trong cái main á, nó được trang bị một cái quạt tản nhiệt. Một xíu nữa mình khởi động lên, mình sẽ đưa cái mic vào đây, anh em sẽ nghe được cái quạt tản nhiệt ở trong đây nè. Đó, nó kêu rất là lớn, anh em để ý là anh em sẽ nghe thấy được thôi. Thì cái mẫu này nó hay hơn so với cái mẫu trước. Cái mẫu trước thì không có quạt tản nhiệt, mà là chỉ sử dụng tản nhiệt khi mà anh em bay á, gió nó sẽ luồn vào, nó sẽ làm mát cái mạch của mình. Còn đối với cái dòng này nó có quạt tản nhiệt, cộng thêm khi anh em bay ở ngoài trời gió thêm vào nữa, đó nó sẽ làm mát cái mạch của mình. Thì khi đó thì mình sẽ bảo quản Flycam nó sẽ được tốt hơn. Rồi, bây giờ mình sẽ tháo nắp gimbal ra ha. Đây chính là cái cụm camera, anh em nhớ giữ kỹ cái nắp chụp này nha. Cái nắp chụp này cũng rất là quan trọng để bảo vệ cái gimbal của mình nó không có bị hư, không có bị lỗi gimbal. Đó. Rồi, thì đến cái phần camera. Camera này bên hãng cũng có thông báo là được nâng cấp so với lại cái bản cũ. Nó xài chip hình như là Umbrella A12X, còn ở bản trước á, thì chỉ là Umbrella A12 thôi. Bản này nó thêm được chữ S nữa nha anh em. Vậy cũng là có một cái sự thay đổi rồi. Có rất nhiều anh em hỏi là tại sao Hubsan Zino lại có cam tròn và cam vuông. Thì trong cái video này mình cũng nói luôn, cam vuông là phiên bản dành cho thị trường châu Á, còn cái cam tròn mà anh em có thấy á, đó là vì thị trường dành cho thị trường châu Âu đó, nên là cái cam tròn đó bây giờ anh em rất là khó thấy, bởi vì người ta sẽ không có bán đại trà ở thị trường châu Á đâu, như bây giờ là chủ yếu là cam vuông như vậy đây đó, anh em có thể thấy ha. Rồi, còn về pin á, thì pin nó cũng không có gì thay đổi, cũng vẫn sử dụng pin là 3000 mAh thôi. Thời gian bay là cũng khoảng tầm từ 20 đến 23 phút. Đó, cũng bằng với cái thời gian pin của cái mẫu trước thôi.
nói chung là cũng không có gì cải tiến về phần pin cả. Rồi, còn về phần động cơ thì mình nghĩ cũng không có gì cải tiến. Nó chỉ cải tiến về cái khoảng cách bay, là mẫu này bay được 4 cây số, còn cái bản cũ thì chỉ bay được có 1 cây số thôi. Đó, có hai cái khe chữ nhật á. Đây chính là cái khe mà để cái quạt tản nhiệt, khi mà nó quạt á là nó sẽ đẩy cái hơi nóng xuống dưới đây nè. Đó, còn ở trên đây anh em có thể thấy là những cái khe nhỏ này á, đó chính là cái này là dành cho cái luồng gió khi mà anh em bay á, nó sẽ bay vào đây. Đó, rồi nó sẽ ra ngoài này. Đó, nó sẽ ra dưới cái bụng. Đó. Rồi thì bây giờ mình sẽ nói tiếp đến cái tay cầm. Thì tay cầm này cũng được trang bị là màu đen luôn, tông xoẹt tông với lại flycam. Thì mình thấy rằng cái tay cầm này cũng không có khác biệt gì so với lại phiên bản cũ cả. Trên đây nó cũng chỉ có bao gồm là nút nguồn nè anh em, một nút return home, một nút tự động cất hạ cánh. Và dưới đây có một cái thanh ngang, đó chính là anh em bay ở chế độ bình thường hay là anh em bay ở chế độ sport. Thì ở trên đây nó cũng có in dập nổi cái chữ lên nè, anh em cũng có thể dễ dàng nhìn thấy ha. Rồi, bên đây là hai cái cần joystick của chúng ta, hai cái cần điều hướng ha. Còn trên đây chính là hai cái row anten. Thì ở trên đây cũng có hai cái nút và cũng được in dập nổi biểu tượng luôn nha anh em. Bên đây là biểu tượng của camera, còn bên đây là biểu tượng của quay phim. Đó, thì đây là hai cái nút cực kỳ là tiện lợi khi mà anh em bấm chụp hình và quay phim, không cần phải sử dụng khi bấm trên cái phần mềm của anh em. Còn đây chính là một cái con lăng. Cái con lăng này là để anh em điều hướng cái camera lên hoặc là xuống. Đó, cái anh em muốn chỉnh cái tốc độ nhanh hay chậm lên xuống á, thì anh em có thể là điều chỉnh ở trong cái phần mềm. Thì cái đó mình sẽ hướng dẫn anh em sau ở một cái video tiếp theo. Rồi, bên hông đây thì chỉ có mỗi cái cổng micro USB để anh em cắm sạc thôi. Còn khi nào mà anh em muốn sử dụng điện thoại thì anh em sẽ kéo phần dưới đáy ra nè. Đó, sẽ có một cái khe để điện thoại cho anh em. Đó, anh em có thể là kẹp một cái iPad nhỏ thôi nha anh em, chứ iPad bự thì mình nghĩ chắc cũng không được đâu. Này để chừng điện thoại iPhone XS Max đồ là ok, hoặc là 7 Plus, 8 Plus á là rất là vừa ha. Đó, rồi bây giờ mình sẽ cho anh em nghe cái tiếng quạt gió của cái mẫu này cho anh em tham khảo nhé. Bây giờ mình sẽ bấm mở nguồn đây anh em. Phía sau đây có một cái nút nè, anh em bấm đè khoảng 5 giây là nó sẽ lên cái đèn liền. Cái phòng của mình cũng rất là kín á, nên là mình nghĩ chắc là anh em cũng có thể nghe được ha. Bây giờ mình sẽ đưa cái mic lại gần hơn để cho anh em có thể là nghe. Đó, anh em có thể nghe được cái tiếng động, cái tiếng quạt khi mà nó quạt cho cái động cơ. Rồi mình đã mở hộp cho anh em xem rất là chi tiết về cái mẫu hút xanh Geno Pro bản combo này, và cũng như là cho anh em tham khảo thêm những cái bộ phận mà đi kèm có trong cái ba lô của phiên bản hút xanh Geno Pro này. Tuy rằng cái video này mình làm hơi trễ, nhưng mà mình cũng hy vọng rằng anh em cũng thích thú, bởi vì mình cũng cho anh em biết được rằng là bên trong cái bản combo này nó có bao gồm những cái gì, để khi mà anh em đi mua hàng thì anh em nhớ là phải kiểm tra đầy đủ để xem coi có thiếu sót gì hay không, để mà mình còn biết đường mà mình có thể là mình báo cáo lại với bên bộ phận bán hàng ở bên mà nơi anh em mua ấy. Còn nếu mà anh em nào mà yêu quý linh kiện store và muốn đặt hàng thì hãy truy cập vào cái đường link ở phía dưới mình đã để kèm ở dưới phần mô tả, hoặc là anh em có thể điện thoại cho mình theo số hotline mình cũng để ở phía dưới luôn. Và mình sẽ hẹn anh em ở một video sau, mình sẽ trải nghiệm thực tế hơn, và cũng như là mình sẽ test tính năng và test xem cái camera của em này
khác biệt gì so với lại cái mẫu trước hay không, để cho anh em cùng tham khảo. Và anh em hãy nhớ là like và subscribe kênh YouTube của Linh Kiện Store nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở một video tiếp theo.